Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau là tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về chiếc flycam sắp sửa được ra mắt của DJI. Đó là con Mini 3. Và những tin tức lần này thì có lẽ là những tin tức cuối cùng về chiếc flycam này, bởi vì cái ngày ra mắt của Mini 3 cũng sắp tới gần rồi. Và những thông tin này thì mình tổng hợp từ những cái website khá là uy tín của nước ngoài như DroneXL.com. Thì một số những website này thì chuyên săn tin về những cái dòng flycam của DJI. Và ok, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua xem thử nó có những cái gì mới. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần thiết kế. Thì đây là cái hình ảnh mới nhất và rõ nét nhất về chiếc flycam Mini 3. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là cái hình ảnh rất là chính xác về chiếc flycam này, và sẽ không có gì thay đổi nữa. Chúng ta thấy được là cái kiểu dáng và cái kích thước như thế này thì vẫn rất là giống so với Mini 2, và cái trọng lượng vẫn ở mức là 250g. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vô thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được rất là rõ ràng giữa Mini 3 và Mini 2. Cái phần thân của Mini 3 thì nó dày hơn một chút so với Mini 2, và nó hơi chếch lên về phía trước đầu máy. Cái phần dày lên như này là do Mini 3 đã được trang bị thêm cái cụm cảm biến trước và sau. Các bạn quan sát thấy thì phía đầu máy thì trang bị hai cảm biến phát hiện vật thể, cảm biến phía trước to và tròn như thế này, thay vì như ở Mini 2. Mini 2 thì nó chỉ là hai cái khe tản nhiệt thôi, thì ở đây là hai cảm biến. Và chúng ta thấy được ngay đó là ngay đằng sau của hai cảm biến phía trước là hai cảm biến phía sau, nhỏ hơn một chút nhưng mà nó nằm ngay phía sau. Hai cảm biến phía sau này thì thay vì là nó nằm ở phía đuôi của máy bay thì nó lại nằm ở phía đầu máy bay cùng với hai cảm biến phía trước. Và mình thấy là hai cảm biến phía sau nó nằm ở phía đầu máy như này thì không biết là liệu có ảnh hưởng tới cái khả năng quan sát cái tầm nhìn nó hay không, bởi vì mình nghĩ rằng là hai cảm biến nó nằm phía đuôi máy thì sẽ cho cái tầm quan sát nó rộng hơn và nó nhạy hơn. Và cái camera của Mini 3 thì cũng có phần khác biệt hơn một chút so với Mini 2, nó sẽ gọn hơn. Ở phía đuôi máy thì chúng ta thấy được là chúng ta thấy có hai khe tản nhiệt ở vị trí này, hai khe tản nhiệt rất là lớn. Và ngay ở chính giữa thì sẽ có chúng ta có nút nguồn và nút đèn để báo pin. Và có một điểm khác biệt nữa là viên pin của Mini 3 thay vì nó sẽ có một cái nắp mở giống như là Mini 2 thì chúng ta sẽ dùng hai cái ngàm để chúng ta trượt ra và đẩy vô cái viên pin của Mini 3. Còn lại những chi tiết khác như là phần chụp cánh hay là động cơ thì vẫn giống như là Mini 2. Thì tổng thể của Mini 3 chúng ta thấy được là flycam nó hơi hướng chích lên phía trên và nhìn sẽ phân biệt rõ ràng ngay so với phiên bản là Mini 2. Về những thông tin khác của Mini 3 chúng ta thấy được, ví dụ như là cái khả năng quay video là 4K 60fps, viên pin thì là 2250mAh, và đặc biệt là cái sóng, công nghệ truyền sóng nó được nâng lên thành Okusin 3.0 giống như là cái con E2S, thì cái phạm vi bay của nó sẽ đạt được tầm từ 10 đến 15 km và phạm vi truyền hình ảnh thì cũng sẽ rất là xa hơn so với Mini 2. Thời gian bay thì tầm khoảng 34 phút và trang bị thêm hai cảm biến trước và sau. Theo như một số thông tin mới ở đây thì chúng ta thấy được là Mini 3 sẽ có hai phiên bản, đó là bản Mini 3 thường và bản Mini 3 Pro. Thì cái điểm khác nhau ở đây thì chúng ta thấy được là sẽ Mini 3 Pro sẽ cho được những cái giải pháp quay và chụp nó hiệu quả hơn so với Mini 3 thường. Cụ thể là chúng ta có thể chụp ảnh theo chiều ngang và chiều dọc, cũng như là cái khẩu độ thì nó sẽ tốt hơn so với là cái bản Mini 3 thường. Thì đó là những thông tin chúng ta biết được thôi, còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ thêm. Và chúng ta cũng có thêm cái thông tin về thiết bị đi kèm với Mini 3, đó là cái Smart Remote Controller, nhờ cho những ai mà chúng ta muốn một cái màn hình tích hợp sẵn vào cái tay cầm điều khiển, thay vì là chúng ta phải gắn thêm điện thoại như là cái tay cầm điều khiển bình thường. Với cái Smart Remote Controller này thì các bạn sẽ phải bỏ thêm một khoản tiền để chúng ta mua kèm thêm. Và cái thiết kế của cái remote mới này thì chúng ta thấy là vẫn hao hao giống so với những cái kiểu dáng cũ. Chúng ta vẫn có hai nút joystick ở hai bên, nút nguồn và nút điều chỉnh vận tốc ở giữa, cũng như là nút Return to Home. Ở phía đầu của cái remote chúng ta thấy được là có một cái cổng Type-C để sạc pin, và bên cạnh sẽ có một cái khe. Mình cũng chưa biết cái khe này nó có tác dụng là gì. Những ưu điểm của cái remote này thì với việc sử dụng một cái thiết bị điều khiển thông minh như thế này thì chúng ta sẽ có được cái công nghệ truyền sóng, mình nghĩ là nó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn so với cái remote thường. Và cũng như là chúng ta sẽ thuận tiện hơn về cái việc là không cần quan tâm về chiếc điện thoại chúng ta có vừa cái remote hay không. Ok, và bây giờ sẽ tới một trong những cái phần quan trọng nhất, đó là mức giá của DJI Mini 3. Thì chúng ta cũng có những cái mức giá đối với từng phiên bản cụ thể của Mini 3. Mini 3 chúng ta sẽ phân ra thành hai phiên bản là Mini 3 thường và Mini 3 Pro.
Và với mỗi cái phiên bản thì chúng ta sẽ còn xé nhỏ ra thành những cái phiên bản khác nữa. Ví dụ như là DJI Mini 3 thường, bản đơn thì chúng ta sẽ có mức giá dự kiến là khoảng 518 đô. Thì tương ứng với khoảng tầm hơn 12 triệu đồng tiền Việt. Mini 3 bản thường combo đầy đủ phụ kiện thì sẽ có mức giá tầm khoảng 785 đô, là tương ứng với khoảng tầm gần 18 triệu đồng. Thì rõ ràng là cũng đúng như so với những gì chúng ta dự đoán, đó là Mini 3 sẽ có một cái mức giá nó mắc hơn tầm khoảng 4 triệu so với bản Mini 2 combo. Bản Mini 3 thường chúng ta kết hợp với Smart Remote Controller thì sẽ có mức giá là 1099 đô. Phía dưới thì chúng ta có mức giá của Mini 3 Pro bản đơn, đó là 675 đô, và Mini 3 Pro bản combo là 942 đô. Và Mini 3 Pro kết hợp với Smart Remote Controller thì chúng ta sẽ có mức giá là 1256 đô. Dự kiến thì giá thực tế chính xác của Mini 3 sẽ khác đi một chút bởi vì nó sẽ được điều chỉnh để phù hợp cho những thị trường khác nhau. Tuy nhiên thì đối với thị trường Việt Nam thì Mini 3 sẽ có mức giá mình nghĩ là sẽ gần bằng hoặc là chính xác so với những mức giá mà mình vừa kể ở trên. Chiếc Flycam thì nó sẽ có những cái ưu điểm riêng. Với Mini 3 thì chúng ta thấy được là đây là một chiếc Flycam nhỏ gọn, thích hợp cho những ai mà chúng ta muốn bỏ gọn trong túi hoặc là tiện để chúng ta cầm đi xa. Và nó được trang bị cái công nghệ truyền sóng Oxygen 3.0 giống như là con E2S. Cái công nghệ truyền sóng này thì sẽ tốt hơn so với Mavic E2. Và cũng có một cái cảm biến theo như thông tin đó là CMOS 1 in giống như là E2S. Còn lại thì về Mavic E2 chúng ta thấy được là một chiếc flycam có cái kích thước lớn hơn, bởi vậy nên là cái mức độ kháng gió của nó sẽ tốt hơn. Và cái hệ thống cảm biến phát hiện vật cản trước và sau của Mavic E2 thì được đánh giá là tốt hơn khi mà nó được đặt ở phía đầu và phía đuôi của máy bay. Còn giữa Mini 2 và Mini 3 thì chúng ta thấy được là có một mức giá chênh lệch vào khoảng tầm 3,5 triệu cho đến 4 triệu, và những cái tính năng cũng như là chức năng khác biệt thì chúng ta đã thấy. Và cái này thì sẽ tùy vào cái sự đánh giá của các bạn để chúng ta nên mua con nào. Ok, trong cái video này thì mình đã đem đến cho các bạn một vài những thông tin là mới nhất về chiếc Mini 3 sắp sửa được ra mắt của DJI. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ ngày ra mắt của Mini 3 thôi. Subscribe và nhấn chuông để đón xem những video trong lần sau nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.